Các bạn thân mến, để đầu tư chắc thắng trong những tháng đầu tiên của năm 2022, cả người tiêu dùng lẫn các nhà đầu tư chúng ta phải tuân theo các nguyên tắc đã trở thành vàng khi đầu tư. Ôi giời ơi! Vậy thì những nguyên tắc đó là gì? Ngày hôm nay, những ngày cuối tháng 1 năm 2022, Bidoland xin mời các bạn tham khảo ngay và luôn trong lúc này 8 tiêu chí vàng đầu tư đất nền 2022 chắc thắng. Xin mời các bạn! Tiêu chí đầu tiên, phải đặc biệt lưu tâm đến câu thần chú vị trí. Vâng, vị trí của bất động sản là yếu tố hàng đầu và quan trọng bậc nhất để tạo nên giá trị cũng như cơ sở để định giá tài sản. Lựa chọn bất động sản có vị trí tốt có nghĩa là nhà đất có tiềm năng phát triển cao, nhất là tiềm năng tạo thị, tức là tốc độ hình thành đô thị và thu hút người dân về ở. Chỉ khi dân cư sinh sống đông đúc thì giá trị bất động sản mới tăng lên. Tiêu chí thứ hai, khảo sát vị trí vào lúc chiều tối. Thực sự đây là một tiêu chí có thể ngay từ đầu các bạn có thể thấy là hơi lạ, nhưng thực tế, đa số mọi người có thói quen đi xem vị trí đất vào ban ngày. Tuy nhiên, đó cũng là thời điểm mà người dân phải đi làm, tức là vắng nhà, và vì thế rất khó hoặc không thể nhìn thấy rõ hoạt động và sức sống của khu dân cư. Vì thế, khảo sát ban ngày tuy cần thiết nhưng nên khảo sát thêm vào lúc chiều tối, hoặc là vào lúc trời mưa, hoặc vào những thời điểm tan tầm từ khoảng 20 cho đến 21 giờ đêm. Khi đó thì cao ốc sáng đèn hoặc nhà phố mở cửa, lượng người ra vào dự án được thể hiện rõ nhất. Và trên cơ sở đó chúng ta có thể đánh giá được là khu vực chúng ta định đầu tư có đông dân hay ít dân, lưu lượng người đi lại trên đường nhiều hay ít. Thực sự đây là một tiêu chí chúng ta không nên bỏ qua khi bước chân vào đầu tư bất động sản ở bất kỳ một vị trí nào. Tiêu chí thứ ba chúng ta phải lưu ý là lựa chọn bất động sản phù hợp túi tiền. Trường hợp phải đi vay cũng không nên vay quá 50% giá trị của bất động sản nhằm tránh gánh nặng trả lãi, đồng thời hạn chế được áp lực trả lãi suất thả nổi ngoài khả năng chi trả. Đồng thời cũng nên tính toán kỹ dòng tiền đối với các đợt thanh toán tiếp theo để không bị rơi vào áp lực hoặc hùn tiền và khi đấy buộc phải bán bất động sản dẫn đến thua lỗ. Tiêu chí thứ tư, chỉ nên mua tài sản có tính thanh khoản cao, tức là mua bán dễ dàng và nhanh chóng. Chúng ta nên tập trung hướng vào những bất động sản có thể tạo ra giá trị gia tăng, có thể ở hoặc có thể cho thuê ngay, nếu không cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn nhất. Đầu tư vào loại bất động sản này không chỉ có lợi tức tiền thuê hàng tháng mà còn có thêm giá trị gia tăng theo thời gian. Ở tiêu chí này chúng tôi đánh giá cao thuật ngữ tính thanh khoản cao, tức mua bán, mua là dễ và bán cũng cực kỳ dễ dàng. Về tiêu chí thứ 5, luôn kỹ lưỡng và khắt khe trong việc xem xét pháp lý, sàng lọc và lựa chọn các thương hiệu mạnh. Nhà đầu tư cũng nên lựa chọn bất động sản là sản phẩm của những chủ đầu tư uy tín. Đó là những doanh nghiệp có thiện chí phát triển dự án chất lượng, chứng minh được khả năng tài chính vững mạnh và luôn sẵn sàng cung cấp pháp lý rõ ràng, minh bạch và có chế độ hậu mãi tốt. Tiêu chí thứ 6, chú trọng vào quy hoạch hạ tầng, hạ xã hội và kết nối giao thông. Đây là một trong những tiêu chí tương đối quan trọng khi chúng ta tiến hành đầu tư bất động sản. Chú trọng vào quy hoạch hạ tầng xã hội và kết nối giao thông có những tiêu chí cụ thể như môi trường sống phải trong lành, thoáng đãng và được quy hoạch bài bản. Nếu nhà đầu tư có tài chính tốt, xác định dòng vốn dài hạn thì nên đầu tư đón đầu tại những khu vực có hạ tầng sắp hoặc đang kết nối vì tỷ suất sinh lợi sẽ cao. Cũng có thể chấp nhận khoảng cách xa trung tâm nếu như giao thông thuận tiện và có đầy đủ các tiện ích. Tiêu chí thứ 7 chúng ta không thể bỏ qua được đó chính là nằm lòng các bài toán trắc địa, tức là luôn ưu tiên bỏ tiền vào những địa điểm, khu vực có giá trị đất cao hơn giá xây dựng, giá tối thiểu của mỗi mét vuông đất phải cao hơn gấp đôi hoặc hơn nữa của một mét vuông đất xây dựng. Đây chính là tiêu chí trắc nghiệm tốc độ đô thị hóa và tỷ lệ thuận với giá đất. Chúng ta lấy ví dụ cụ thể, đơn giá xây dựng phổ biến hiện nay khoảng 3 triệu đồng trên một mét vuông sàn. Nếu giá đất ở dưới mức giá này thì quá trình thu hút dân sẽ rất chậm. Ngược lại, những nơi mà có giá đất cao hơn giá thành xây dựng, thậm chí cao hơn nhiều lần thì tốc độ đô thị hóa tại khu vực đó sẽ diễn ra rất nhanh. Và tiêu chí thứ 8 hôm nay chúng tôi phải chia sẻ với các bạn đó là phải biết quan tâm đến cộng đồng. Đây là một tiêu chí có thể hơi lạ, tuy nhiên không thể bỏ qua khi xuống tiền đầu tư bất động sản. Các bạn hãy khảo sát kỹ láng giềng của mình là ai trước khi quyết định mua nhà đất. Việc khảo sát có thể thực hiện vào ban ngày hoặc ban đêm, kể cả thứ bảy, chủ nhật hay là ngày bình thường để có một cái nhìn tổng quan nhất về cộng đồng khu vực mình lựa chọn đầu tư. Hàng xóm tốt, cộng đồng văn minh cũng là một tiêu chí quan trọng giúp tăng giá bất động sản.
Các bạn thân mến, trên đây là 8 tiêu chí vàng khi đầu tư đất nền nói riêng và bất động sản nói chung vào những tháng đầu tiên của năm 2022. Và hy vọng với 8 tiêu chí này thì các nhà đầu tư sẽ có thêm kiến thức để chúng ta chắc thắng khi đầu tư vào bất động sản trong những tháng đầu tiên của năm 2022. Còn bây giờ, Bidolen xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.